Đường này rất là náo nhiệt luôn, rất là đông. Giờ thì mình cùng qua đường. Tương đối là nhiều luôn mọi người, cực kỳ nhiều. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo. Thì tối ngày 31 tháng 8 2023 thì ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo tại công viên Bến Bạch Đằng. Mình đi hướng về Cầu Móng và về khu vực cả đường Võ Văn Kiệt cùng với Hải nhá. Bây giờ thì mình cùng đi cho mọi người. Nhưng mà qua đường, mỗi lần qua đường ở đây là rất là áp lực luôn, cực kỳ là khó mọi người. Xe cộ đi rất là nhiều, đôi khi qua đường nó cũng phải rén. Đến hiện tại Hải bây giờ qua đường còn thấy cũng phải đang đứng chờ để rớt xe một xíu thì mới qua đường được luôn á. Lượng xe qua đường rất là đông, thấy đây đoàn xe qua đường cực kỳ khó luôn. Khách nước ngoài này, này đứa chào này có người Nhật không, mỗi khi qua đường cực kỳ là khó. Mọi người nhìn này, lượng xe nó đi nhiều quá, không biết nào mà mình nếu mà qua đường luôn á. Đấy, thì bây giờ ấy lượt Hải qua đường á. Ở khu vực này á, xe nó đi lên đi xuống kiểu như là lên dốc xuống dốc ấy, nó khó lắm. Xe nó đi mà không biết bây giờ làm sao để mà con thấy qua đường luôn. Qua quận 4 qua rồi quận 1. Qua quận 4, tư qua quận 1. Qua Bình Thạnh. Cái trục đường này nó nhiều quận lân cận ghé vào lắm, nên nhiều khi nó cũng khó ở đó qua đường được. Tôi biết mấy đằng dần hôm nay không có đèn mọi người ạ. Thì bây giờ mình cùng đi lại bên hướng cột cờ Trung Ngữ, mình đi dạo dạo quanh quanh khu vực Cầu Móng rồi về đường Võ Văn Kiệt nha. Và sau đấy mình tới tiệm bánh Như Lan để xem tình hình mọi buôn bán bánh trung thu hiện nay như thế nào. Đây thực sự là những cái thiên đường để mình check in này, rất là đẹp luôn mọi người, lung linh luôn. Đấy, các bạn trẻ tới này, rồi gia đình tới chụp hình check in. Đây, hai mẹ con này đang chụp hình nữa này. Ô, khu vực hôm nay thì bật đèn led nha, sáng lung linh luôn. Hôm bữa vừa rồi tuần rồi thì không thấy. Hôm nay là gần tới dịp lễ lớn á, với cái bật đèn thôi. Cuối tuần vừa rồi hãy đi quay thì không có mọi người. Lung linh luôn. Đấy, khá là lung linh luôn. Wow, đẹp không mọi người? Rất là đẹp luôn.
cực kỳ là lung linh. Bên bến thuyền kia cũng đẹp mọi người kìa. Đấy, bên kia thuyền mới vừa đi về, giờ này 9 giờ hơn 9 giờ rồi nên thuyền nó đi về nhiều. Đấy, bây giờ xa kia thì bến Nhà Rồng, hôm nay thì nước sông thì có vẻ rút khá nhiều mọi người. Đấy, bên trong kia chắc hết sạch nước luôn rồi. Tắt điện rồi, tắt đèn led luôn rồi. Đến 9 giờ tan sớm quá. Mới 9 giờ là tắt điện rồi. Thế nói là sớm. Còn là bên tòa nhà IFC Sài Gòn thì đúng là như một cái khối bê tông. Đến bây giờ không có một cái gọi là tiến triển gì mới luôn á. Rất là buồn. Nước rút hết mọi người này. Đấy. Rút cạn luôn. Lúc phải lên thì nó rất là lớn, lúc phải lên xuống nhỏ xíu xíu. Cái này nó bây giờ nó sạch sẽ, nó không có lếch nhác giống như ngày xưa nữa. Xưa nhìn nó ghê lắm. Ê, là lục bình rác đầu leo phèo, bây giờ thì cũng chú trọng một cái phần là vớt lục bình, vớt rác. Vui chơi ngày hôm nay còn bé thì hôm nay cũng vắng, hôm nay vắng ít hơn so với hôm này.
Hay dọc này thì mọi người thấy rất là nhiều cái máy tập thể dục miễn phí luôn đó. Đấy, phục vụ và người dân ở công viên này. Quá, wow, bên này có vẻ là đang quay cái MV gì đấy. Nhìn là có vẻ Lamborghini khá là sang. Bây giờ thì mình cùng qua đường nhé. Oh, trên này khá là nhiều luôn. Các bạn nữ đây được chụp hình. Mình rất là náo nhiệt luôn, rất là đông. Giờ thì mình cùng qua đường. Khu vực này thì qua đường nó đỡ hơn một xíu tại công viên Bạch Đằng. Không biết là tương lai thì hy vọng là sẽ có cái cầu để cho mình đi qua. Xe xịn nha, biển số còn đẹp luôn. Bên là nữ phát gân ở đây bò. Ôi, khu vực này mọi người nhìn này, rất là nhiều gái xinh luôn, tương đối là nhiều luôn mọi người. Đấy, vì nhiều. Bốc đầu xe máy chán rồi, giờ sang bốc đầu xe đạp. Bên đường này có con ba này mọi người, con ba nhỏ này. Ai thấy là đông lắm, đông du khách tới lắm, nhưng mà từ khuya khuya 10 giờ 11 giờ lúc đấy nó nhộn nhịp hơn. Hiện tại giờ mới có chưa tới 10 giờ này nó cũng vắng. Bây giờ mình cùng sang hướng bên đường Hàm Nghi bên kia nhé, hướng về cái chợ nhỏ Tôn Thất Đạo. Bên trên kia mọi người, khu đấy với đá đấy, toàn các em chân dài ngồi đấy không à, dọc dọc khá là nhiều. Bên này là cái chợ nhỏ đường Tôn Thất Đạo. Giờ này thì mọi người cũng dọn dẹp về nhà rồi nên
không thấy còn mấy người nữa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi dọc đường Hàm Nghi này nhá, về hướng đường Hải Triều. Dạo này thì các cái cửa hàng tại khu vực này thì cũng đã đóng cửa một số. Này bán cà phê, này, bán bánh kẹo, nhập bánh Như Lan này mọi người, đã nhập bột về để làm bánh. Này. Ghê thật. Đường mọi người, đường nhưng mà là cơ sở là máy to đúng không?